là cái ốc mà chỗ tôi này, đây là ốc to. Này mình chỉ cần mình xem bờ biển thì bờ không phải là thật sự là ốc đây. Thực sự đây là ốc rất nhiều đấy rồi. Ok Nam ơi, thì sau khi mà hai tiếng bắt ốc thì đây rồi. Thực sự là ốc rất nhiều Nam ạ. Này, có một chiếc tỷ ngang này, cá đây. Đây. Đổ bộ. Qua cá. Đây có 10 ngàn nha anh em. Nhiều em ạ, khoảng cỡ 1 ký, 5 ký, 6 ký lần, hơi bê 10 ký lần. Để lại bê. Cái cá mấy con chó dài. Đây đây, thì đây là nồi đi lần tóc. Thì đây là sạt, là bỏ vô cái chân này. Đây là tổng là 5 bây giờ tôi sẽ bỏ đây là cái lá chanh. Đây. Lăn chả. Chả đúng để được đúng chả đúng không? Để xuống. Chưa bà chả ra thì chúng tôi bỏ được cũng chặt nữa. Ok. Đây. Trời ơi, phun cái tay luôn nha. Rồi ok. Bây giờ ta bỏ xả đi. Đi. Tôi hái được chạy được. Chừng con này khoảng 30 chạy á. Cái này. Cái này chắc có tổ tổ ra một cái nó ngon. Xả cái nhân em ạ. Không hợp. Bên gỗ lại chạy lên dọc. Ok đây, đây là cái toát của tôi. Đây, thật sự rất là nhiều rồi. Đây, bây giờ tôi đi rạc ngay nấu đi. Rồi đây, thì đây là cái số ốc đây của mình. Số đây là đây xả. Đây là nó có nồi ốc cho cây đây nè. Đây. Thì bây giờ tôi sẽ đục lên và đợi nấu. Và chúng ta sẽ thưởng thức để xem cái món ốc siêu cây này. Thôi bên này nữa. Bình 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 b
mà cái này hẳn chảy quá, chảy quá. Chị chỉ chảy. Cũng đã sắp chuyển lên mở ra đây là cái nồi này. Cũng là cho chị em nè, vì lượng chưa cũng rất là nhỏ này. Thực ra bây giờ mùi ở cái xả bắt đi rất là thơm. Ok, bây giờ tôi sẽ đợi các đồng chí, tôi sẽ ăn thử cái món mà ốc siêu cay tôi. Ok, em ơi, thì mà sau khi đã rất lâu rồi thì anh cũng đã em ạ, thì xong thì cũng đắp tê cho các đi để được nước được đây nữa rồi. Thật sự bây giờ rất thơm rồi. Đây là nó đi ra khoảng thật không? Đây. Bây giờ tôi sẽ thử thức cân anh xem thì mở mà ốc siêu cay của tôi. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tạo thứ mà cây lá này chắc ơi nhưng mà cây cũng đó đi ăn con công để nó ăn miếng ăn nhưng mà tao mới ăn con tao nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.